Trải qua 15 năm thành lập và phát triển, đến nay trường Đại học Đại Nam đã có gần 30.000 sinh viên, học viên theo học ở 25 ngành đào tạo đại học chính quy, 5 ngành đào tạo thạc sĩ và 1 ngành đào tạo tiến sĩ thuộc 4 khối ngành: Sức khỏe, Kinh tế, Kỹ thuật, Khoa học xã hội và Nhân văn. Trụ sở chính của trường đặt tại số 1 phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội. Sứ mệnh của trường Đại học Đại Nam: đào tạo để người học ra trường có cuộc sống tốt và là công dân tốt. Tầm nhìn của Đại học Đại Nam đến năm 2030: Đại học Đại Nam sẽ là lựa chọn hàng đầu của người học. Nhà trường lấy khối đào tạo về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, gồm các ngành y khoa, dược học, điều dưỡng là trục đào tạo cốt lõi, chú trọng đầu tư phát triển các ngành đào tạo có nhu cầu xã hội cao như công nghệ thông tin, khoa học máy tính, quản trị kinh doanh quốc tế, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, thương mại điện tử, truyền thông đa phương tiện, các ngành ngôn ngữ như Anh, Trung, Hàn, Nhật. Để từng bước quốc tế hóa các ngành đào tạo của trường, mục tiêu, trường Đại học Đại Nam đã xác định đào tạo theo định hướng ứng dụng. Kết thúc khóa đào tạo, sinh viên nhận được bằng cử nhân, kỹ sư, dược sĩ, bác sĩ của trường Đại học Đại Nam với chuẩn đầu ra được đào tạo có năng lực tốt về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kỹ năng mềm và thái độ tích cực. Để hiện thực hóa chuẩn đầu ra nêu trên, trường Đại học Đại Nam đã tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ. 1. Chương trình đào tạo phù hợp thực tiễn đạt chuẩn quốc gia, cập nhật kiến thức mới kịp thời trong nước và quốc tế. Đội ngũ giảng có trình độ chuyên môn cao để giảng dạy theo chương trình đào tạo tiên tiến. Các giảng viên của nhà trường năng động, nhiệt huyết, tận tụy với sinh viên. Hiện, Đại học Đại Nam đang có hơn 500 giảng viên cơ hữu, trong đó có 3 giáo sư, 50 phó giáo sư, 125 tiến sĩ, 329 thạc sĩ. Trong đó, 100% giảng viên cơ hữu của Đại học Đại Nam được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp tại các cơ sở đào tạo uy tín trong nước và quốc tế. Đặc biệt, đội ngũ nhân sự của trường liên tục được học tập nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. 3. Cơ sở vật chất hiện đại, tiện ích, đáp ứng tối đa nhu cầu đào tạo, học tập, nghiên cứu của thầy và trò. Quần thể của nhà trường được xây dựng trong khuôn viên hơn 9 hectare tại trung tâm quận Hà Đông, Hà Nội với hệ thống giảng đường, hệ thống thực hành kỹ thuật, hệ thống thực hành y, dược, điều dưỡng, trung tâm khởi nghiệp, trung tâm thực hành tài chính ngân hàng và kế toán kiểm toán, thư viện, khu thao trường quốc phòng an ninh, ký túc xá, căng tin hiện đại. Ngoài ra là hệ thống khách sạn thực hành 5 sao, 4 sao, 3 sao, công ty lữ hành tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Cơ sở vật chất đảm bảo mọi lý thuyết đều được minh họa bằng thực tiễn, giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt, vận dụng kiến thức một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hiện, Đại học Đại Nam đang tiếp tục xây dựng quần thể trường giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư lên đến 1.800 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành xây dựng giai đoạn 2, Đại Nam đủ điều kiện đào tạo quy mô 20.000 sinh viên một năm. 4. Môi trường học tập hiện đại, năng động, thân thiện, giàu trải nghiệm, hướng đến phát triển con người toàn diện. Là một trong những trường đại học đi tiên phong trong việc kết hợp doanh nghiệp đào tạo sinh viên các kỹ năng làm việc thực tế với cách đào tạo học và hành. Như vậy để có thể đảm bảo 100% sinh viên ra trường làm việc được ngay với thu nhập xứng đáng. Từng bước quốc tế hóa sinh viên bằng cách đẩy mạnh liên kết đào tạo đưa sinh viên sang học tập, thực hành tại các nước như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, v.v. và v.v. Xây dựng đa dạng các hình thức hoạt động xã hội thiện nguyện cho sinh viên như tấm bánh nghĩa tình, hội trại truyền thống, các hoạt động văn hóa hòa cùng nhịp đập của đất nước, hoạt động tình nguyện, hội thao để giáo dục tính nhân văn cho sinh viên. Sau 1,5 thập kỷ xây dựng và phát triển, Đại học Đại Nam đã nhận được nhiều thành tích đáng tự hào, nhiều giải thưởng danh giá cấp quốc gia và từ các bộ, ban, ngành của chính phủ. 100% sinh viên ra trường có việc làm, trên 90% đúng chuyên ngành, với chế độ đãi ngộ và thăng tiến tốt. Đặc biệt, 6 năm liền Đại học Đại Nam có thủ khoa xuất sắc được thành phố Hà Nội chọn vinh danh. Đây chính là minh chứng, sự khẳng định trước xã hội về chất lượng đào tạo của Đại học Đại Nam. Trường Đại học Đại Nam đã, đang và sẽ tiếp tục tự hào là điểm đến tin cậy, uy tín của các thế hệ sinh viên trên cả nước. Hạnh phúc là người bạn đồng hành, chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ Việt Nam năng động, thông minh và bản lĩnh.